Chúng ta đã thấy được một hình ảnh rất quen thuộc, Pramata Ahan với những tình huống ném biên rất mạnh vào phía trong. Hậu vệ trái của U22 Indonesia có khả năng ném biên rất đặc biệt và chúng ta đã thấy điều đó ở SEA Games ngay từ năm ngoái. U22 Việt Nam chắc chắn là biết điều này và chúng ta cũng sẽ có những giải pháp để hạn chế những tình huống ném biên không khác gì những quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy và người ghi bàn là số 4 Krishnanda. Bàn thắng đến ở phút thứ 10 của trận đấu và chúng ta thấy được U22 Indonesia với những phương án của mình đã cho thấy hiệu quả. Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống vừa rồi. Những người đánh đầu là một trung vệ. Cũng giống như trận gặp U22 Thái Lan, chúng ta đã để cho đối thủ dẫn trước từ khá sớm. Nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều và chúng ta vẫn còn nhiều những cơ hội để có thể tạo ra được những điều đặc biệt trong trận đấu này. Vẫn là màn cầu nguyện quen thuộc của huấn luyện viên Siafri sau mỗi bàn thắng của Indonesia. Trung vệ của chúng ta Quang Thịnh không phải là một người có thể hình quá tốt và có chiều cao chưa đến 1m80. Điều này cũng khiến cho Quang Thịnh vừa rồi đã không thể phán đoán chuẩn xác để có một tình huống pha bóng. Và Komang Krishnanda đã có một tình huống chống trải để thực hiện pha đánh đầu. Ở trận gặp U22 Thái Lan, chúng ta cũng đã phải sớm nhận bàn thua. Và ngày hôm nay sẽ thêm thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Chu Jie. Nhưng chúng ta hy vọng là các cầu thủ sẽ duy trì được một tinh thần chiến đấu cao để chúng ta có được những câu trả lời dành cho đội bạn trong hiệp 1 này. Vừa rồi là pha lập công đầu tiên của Komang Krishnanda tại SEA Games năm nay. Và đúng là các cầu thủ Indonesia đã và đang cho thấy họ có rất nhiều những phương án tấn công khác nhau, những cách tiếp cận khác nhau để mang tới hiệu quả. Marcelino, Sanata. Witan Suleiman là cầu thủ đã đá chính ở trận đấu với Campuchia và đó là trận đấu anh mang băng đội trưởng. Còn ngày hôm nay khi mà trung vệ Rizky Rizho đã trở lại trong đội hình xuất phát thì trung vệ mà số 5 của Indonesia vẫn là người đeo băng đội trưởng của đội bóng này. Indonesia đã có bàn thắng và đội bóng này có thể triển khai một lối chơi chủ động hơn. Sẽ rất nguy hiểm với những tình huống phản công với những cầu thủ có tốc độ cao của Indonesia. Nhưng không còn cách nào khác, U22 Việt Nam sẽ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ Indonesia. Những lời động viên của Quan Văn Chuẩn, đội trưởng của U22 Việt Nam dành cho các đồng đội. Chúng ta mới nhận bàn thua và chúng ta cần phải vực dậy tinh thần của nhau để thi đấu tập trung, không để thủng lưới thêm và sau đó là tạo ra các cơ hội để có thể ghi bàn. Marcelino Ferdinand là người thực hiện tình huống đá phạt này. Tình huống băng ra đấm bóng của Quan Văn Chuẩn. Sau khi để thua trước chúng ta tại SEA Games năm 2019 thì ông Siafri không phải là huấn luyện viên trưởng của U22 Indonesia tại SEA Games năm 2022, SEA Games 31 năm ngoái tại Việt Nam. Và đó là giải đấu mà ông Sinteyong là huấn luyện viên trưởng của Indonesia. Phá băng ra của thủ môn Hernando. Việt vị rồi.
Hernando là người đã bắt chính hai trận đầu tiên của Indonesia. Hai trận tiếp theo ở vòng bảng anh là thủ môn dự bị. Và trong trận gặp Campuchia thì Hernando đã vào sân để thay cho thủ thành số 1 mang áo số 1 Adi Satrio bị chấn thương. Trong những phút vừa qua chúng ta thấy là hướng phát triển bóng thuộc về trung vệ lệch trái của chúng ta Phan Tuấn Tài, và U22 Indonesia cũng đã nghiên cứu rất kỹ khi luôn áp sát Tuấn Tài và khiến cho cầu thủ này thực sự là gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển bóng lên phía trên dành cho các đồng đội. Indonesia áp sát rất nhanh và các cầu thủ của chúng ta không có nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng. Góc thẳng. Tình huống làm tường của Văn Tùng. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của U22 Việt Nam. Đây là Văn Tùng. Phía trước là rất đông cầu thủ phòng ngự của U22 Indonesia. Thái Sơn. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Chúng ta đang đẩy cao đội hình và gây sức ép sau khi đối thủ ghi bàn. Cần phải rất tập trung và giữ được tinh thần trong những tình huống như thế này. Vừa liên tục gây sức ép mà vừa cố gắng giữ được sự an toàn khi đối thủ phản công. Đó là pha xử lý của Văn Tùng. Một tình huống khó. Văn Tùng muốn dứt điểm một cách chỉn chu hơn, nhưng khi mà đội bạn đã áp sát và khi góc sút cũng là tương đối hẹp thì không dễ để Văn Tùng có thể thực hiện thành bàn. Nhưng chúng ta cần phải duy trì được cường độ như thế này để tạo ra nhiều áp lực hơn lên khung thành của U22 Indonesia. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hướng tới bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu này. Tiền đạo mục tiêu của chúng ta Văn Tùng là người đã được nghỉ ngơi trọn vẹn trong trận hòa U22 Thái Lan. Trước đó thì anh đã chính ở trong cả 3 trận thắng đầu tiên của chúng ta và đều được ra sân, rời sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Đó đều là những trận đấu mà huấn luyện viên Suse đã thay cả 3 cầu thủ tấn công. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm của Sanata. Phan Tuấn Tài, người có rất nhiều bóng từ đầu trận đấu đến giờ và là người bắt đầu những tình huống triển khai của U22 Việt Nam. Và chúng ta đã thấy là các cầu thủ U22 Indonesia theo kèm sát như thế nào. Tình huống tranh chấp và đã có lỗi của Đức Phú. Rõ ràng là so với các tiền vệ của đội bạn, hai cầu thủ tiền vệ của trung tâm của chúng ta là Đức Phú và Thái Sơn có thể hình nhỏ hơn rất nhiều và việc tranh chấp tay đôi cũng không phải là lợi thế. Tình huống tranh chấp giữa Đức Phú và số 6 của Indonesia, Ananta Rehan. Những khó khăn mà chúng ta đã dự báo từ trước với U22 Việt Nam, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn thể hiện của các học trò huấn luyện viên Chuje. Vừa rồi là pha dứt điểm của tiền đạo Sananta. Một tình huống không dễ để có thể ghi bàn vào lưới Quan Văn Chuẩn. Khoảng cách là tương đối xa. Trong 3 bàn thắng của Sananta tại SEA Games lần này, có một bàn được thực hiện trên chấm đá phạt 11m, một bàn từ tình huống xử lý bằng chân trái rất hay và một bàn được thực hiện bằng một pha đánh đầu. Một tiền đạo có kỹ năng dứt điểm tương đối đa dạng. Các nhân viên y tế đã vào sân để chăm sóc và đưa Ananda Rehan ra ngoài sân. Một trận bán kết thu hút số lượng rất lớn các cổ động viên của cả hai đội, dù không có đội chủ nhà tham dự ở trận đấu này. U22 Campuchia đã phải dừng bước ở vòng bảng. Và đó cũng là chu kỳ cuối cùng của huấn luyện viên Keisuke Honda với bóng đá Campuchia.
tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và bây giờ đã là phút thứ 20 của cuộc so tài này. 22